Hello, xin chào cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu review lại cái vườn đinh lăng cho các bạn xem. Đây, cây đinh lăng. Đó, các bạn cùng xem cái quy mô cậu mình trồng đinh lăng nha. Đinh lăng nó có tác dụng như thế nào và đem lại lợi ích gì mà nhà mình lại trồng nhiều đến như vậy, thì mời các bạn cùng xem và khám phá nhé. Xin mời. Hello các bạn, mình với Bảy chuẩn bị trồng mấy cây đinh lăng. Đây, chuẩn bị sẵn 2, 4, 6 chậu để sẵn mấy cái bột dừa ở dưới cho nó đừng có rớt phân. Giờ là bỏ đất vô, lót một lớp phân chấu ở dưới và tới một lớp đất. Đây là cây đinh lăng lá nhỏ nha các bạn. Cây thứ hai. Được 2 cây rồi, còn 2, 4, 5 cây nữa, 6 cây nữa, là 8 cây. Có cây mai, hai cây mai nó dính vô. Được 2 cây mai. Mình nhét chung đây. Để một lớp đất ở dưới, một lớp dưới cùng là để bột dừa. Để bột dừa. Xong rồi tới một lớp đất, xong rồi tới lớp tro. Để một lớp tro. Có để cây mai vào. Rồi, được một cây mai. Tiếp tục.
tiếp tục một cây mai nữa là xong. Khi đó cái bịp bịp sắc sủ gì mơ gì 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 mơ gì mơ thôi ngon nãy vậy đó chứ nữa nó sống. Không để riêng nó đi, để chung à, không nó làm riêng. Rồi chuẩn bị xong công đoạn trồng mấy cây đinh lăng với hai cây mai. Đây, thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Rồi mình kết thúc video ở đây nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và chuẩn bị đón ngày đầu tuần làm việc thật là hăng say. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo của mình nhé. Hãy đặt chế độ nhấn đăng ký vào cái chuông á để nhận được những video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ mình. Bye bye.